Khanh. Xin mời Hữu Khanh có đôi lời tự giới thiệu về mình. Tôi tên là Nguyễn Hữu Khanh, sinh viên trường Đại học Kinh tế. Tôi rất mừng là bạn tôi đã kiên trì là vô vòng trong để tìm ẩn số cuối cùng và lớn nhất. Thưa quý vị, 26 chiếc cặp mang theo 26 ẩn số, trong đó những giá trị của nó từ nhỏ cho đến lớn mà không biết nó nằm đâu. Thí dụ chúng ta có thể nhìn ngay trên màn hình sẽ hiển thị ngay sau đây những giá trị của những chiếc cặp. Từ 1.000 đồng cho đến 500.000 đồng là những giá trị tạm gọi là những giá trị nhỏ nằm phía bên cánh trái. Bên cánh phải từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng là những giá trị lớn dần cho đến con số lớn nhất 100 triệu. Tuy nhiên, cặp nào, giá trị nào thì điều đó chính là ẩn số của chương trình mà chúng ta phải đi tìm. Nếu bạn mở được những cặp nhỏ thì ngân hàng sẽ chào giá mua cặp của bạn được cao. Còn nếu bạn dỡ những chiếc cặp lớn ra thì ngân hàng chào giá thấp. Chính vì vậy cho nên hãy cảm nhận sự may mắn của mình, tìm những chiếc cặp nhỏ. Và bạn hãy cho biết bạn muốn giữ lại chiếc cặp của mình ở vị trí ngồi ban đầu khi bốc thăm ngẫu nhiên, hay là chọn bất kỳ cặp nào tùy ý trong số 26 cặp. Dạ em chọn cặp số 10. Xin mời bạn Dương Hiền. Bạn có quyền phiêu lưu mạo hiểm với những chiếc cặp, hoặc là cẩn trọng chi ly để chọn được. Không biết bạn thích chọn phương án nào, chiến lược của bạn ra sao? Cẩn trọng. Cẩn trọng. Phương, hãy cẩn trọng chọn 6 cặp đầu tiên mở ra. Xin mời. Em chọn cặp 24. Chiếc cặp đầu tiên được chọn lựa sẽ mở ra ngay sau đây, đó là cặp số 24. Bạn Tuyền chuẩn bị. Cặp 24 sẵn sàng, đó là 1.250.000 đồng. Bạn sẽ còn cơ hội tiếp tục với 5 chiếc cặp nữa, xin mời. Em chọn cặp số 14. Giá trị trong cặp 14 là bao nhiêu? Chúng ta cùng chờ xem với kết quả của bạn Kim Biến. Đó là 1.000 đồng. Wow! Wow, wow, wow. Bạn còn 4 cặp, xin mời. Chọn cặp số 4. Bảo Thi chuẩn bị cặp số 4. Hãy xem kết quả bên trong là 100.000 đồng thôi. Chúc mừng. Còn 3 cặp nữa. Em chọn cặp số 8. Cặp số 8 có kết quả là 15.000 đồng. Wow, chúc mừng bạn. Còn 2 cặp nữa. Em chọn cặp số 20. Kết quả cặp 20 là 5.000 đồng. Còn cặp cuối cùng của đợt này trước khi ngân hàng chào giá, xin mời. Em chọn cặp số 1. Cặp số 1 sẵn sàng. Giá trị của cặp cuối cùng của đợt này là 500.000 đồng. Wow. Bây giờ chúng ta chờ kết quả của ngân hàng sẽ chào mua chiếc cặp số 10. Alo, xin chào đại diện của ngân hàng gia đình, tôi đang nghe. Xin cảm ơn. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp của bạn trong thời gian này là 545.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Em không chấp nhận. Bạn sẽ có cơ hội chọn tiếp 5 cặp nữa. Dạ em kêu chọn cặp 18. Tú Thanh chuẩn bị, giá trị bên trong của cặp 18 là bao nhiêu?